Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự diệt của sắc? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sắc không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự diệt của sắc. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của sắc? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của sắc, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh của nó thường như chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, cho nên gọi là chân như, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết chân như của sắc. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thọ? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng thọ, như thật biết sự sanh của thọ, như thật biết sự diệt của thọ, như thật biết chân như của thọ, thì gọi là như thật biết thọ. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng của thọ? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thọ rốt ráo như ung nhọt, rốt ráo như mũi tên, giống như bọt nổi, hư ngụy, chẳng trụ, chóng khởi, chóng diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tướng của thọ. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự sanh của thọ? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thọ không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp sanh, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự sanh của thọ. Này thiện hiện, thế nào gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự diệt của thọ? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thọ không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự diệt của thọ. Này thiện hiện, thế nào gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của thọ? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của thọ, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh của nó thường như chẳng hư vọng, chẳng đổi khác nên gọi là chân như, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết chân như của thọ.